Xin chào anh em đã quay trở lại với TNC Channel và đây là Cooler Master Masterbook MB500 phiên bản TOF, đứa con lai giữa Cooler Master và ASUS. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp và nghía qua xem em nó có những gì nhá. Vâng, và đây là Masterbook MB500 TOF, phiên bản được kết hợp với cái thương hiệu TOF Gaming của ASUS. Thì nói qua một chút về TOF, anh em chúng ta đều đã biết TOF là cái thương hiệu gaming của ASUS nhắm đến những cái đối tượng game thủ cầu toàn, những game thủ mà muốn có một cái hệ thống mang tính đồng bộ cao và có cái độ bền đã được chứng nhận, thì TOF chính là thứ mà anh em cần. Và với cái chứng nhận là TOF Alliance ở đây thì chiếc vỏ cây Cooler Master MB500 là một trong số những linh kiện đấy. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại nói về chiếc vỏ cây này. MB500 là một chiếc vỏ cây thuộc phân khúc là Mid Tower. Như anh em có thể thấy đây là kích thước của nó không hề quá thô kệch, không hề quá to. Và nó phải nói là cực kỳ phù hợp với người dùng cá nhân sử dụng tại nhà. Mặc dù là một chiếc vỏ cây có kích thước không quá lớn, nhưng mà những gì MB500 TOF Gaming này làm được phải nói cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ với anh em về hình dáng bên ngoài của nó. Mặt trước anh em có thể thấy là cái mặt nạ vẫn được bề nguyên si. Nói chung thiết kế của chiếc vỏ cây này không khác gì mẫu MB500 của Cooler Master cả. Chỉ có khác ở chỗ là chúng ta sẽ có thêm những cái họa tiết mang đậm chất TOF Gaming của ASUS mà thôi. Và bên cạnh này chúng ta cũng có cái logo rất là lớn đây, nhìn cực kỳ ngầu. Và điểm mà mình thích nhất ở cái nước sơn mới này đó chính là cái bề mặt đằng trước, phần mặt nạ và phần trên nóc này cũng được in những cái họa tiết camo rất là ấn tượng. Bên cạnh cái thiết kế bên ngoài đẹp đẽ và vô cùng mạnh mẽ thì chiếc vỏ cây MB500 này còn được hướng đến cái sự là tối ưu về cái không gian làm mát cũng như là cái cách lắp đặt của anh em. Ví dụ ở bên này, đầu tiên anh em sẽ thấy cái thứ mà chúng ta hay lắp nhất đó chính là nguồn. Thì thay vì cái những bộ nguồn khi được lắp chúng ta sẽ phải đưa từ cạnh hông này vào và đặt ra đằng trước, sau đó bắt ốc, thì đối với MB500 TOF chúng ta sẽ có một cái khay như thế này và anh em sẽ bắt ốc của nguồn vào đây, sau đó có thể đưa nguồn từ phía ngoài này vào, cực kỳ là tiện lợi. Anh em hoàn toàn có thể xoay ngược hoặc xuôi tùy ý thích của chúng ta. Điểm thứ hai mà mình thích ở chiếc vỏ cây này đó chính là cái mặt kính cường lực ở bên hông chỉ được bắt vào phần vỏ cây bằng hai con ốc ở trên này thôi, còn phần dưới là sử dụng cái gá gài vào phần vỏ cây. Và như vậy chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng là khi mà anh em phải tháo 4 con ốc chẳng hạn, chúng ta tháo không cẩn thận nó sẽ bị rơi ra. Và đây chỉ cần tháo 2 con và chúng ta vẫn có rảnh tay để có thể giữ cái kính lại, sau đó mở nó ra như thế này. Đấy là điểm thứ hai mình thích mà không phải cái vỏ cây nào cũng có. Một điều nữa mà mình thích ở chiếc vỏ cây này đó chính là mặc dù có cái vẻ ngoài không quá cồng kềnh, không quá nặng nề, thật sự thì trọng lượng của em nó rất nhẹ đó, tuy nhiên nó vẫn có khả năng lắp tản nhiệt nước custom cực kỳ là ấn tượng. Dĩ nhiên, tản nhiệt nước custom là thứ bắt buộc chúng ta phải làm được trên những vỏ cây như thế này rồi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lắp được rad kích thước bao nhiêu đó mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta sẽ lắp được rad 120 phía sau, rad 240 phía trên, thậm chí là rad 280, quạt 140 và cả 360 đều có thể nhét vừa vào em vỏ cây nhỏ nhắn xinh xắn này ở phía đằng trước. Đó, chúng ta sẽ đặt được vào phía đằng trước như thế này. Không gian đằng này thoải mái, thừa đủ để anh em có thể lắp được rad tản nhiệt lớn với cái độ dày của nó lên tới 5cm. Vâng, rad 5cm thì anh em hiểu là làm mát tốt như thế nào rồi. Và chúng ta vẫn có không gian để lắp quạt tản nhiệt nữa. Rất tuyệt vời. Về kích thước mainboard thì chúng ta sẽ có những kích thước hỗ trợ từ mini ITX cho tới full ATX đều có thể nhét vừa vào em vỏ cây này. Rất tuyệt vời. Còn về khả năng lắp ổ cứng lưu trữ thì chúng ta sẽ có hai khay để gắn ổ 3,5 inch ở đây. Đó. Và hai khay này chúng ta hoàn toàn có thể gắn được hai cái ổ 2,5 inch thoải mái. Bên cạnh đó thì ổ 2,5 inch chúng ta cũng có những cái slot riêng của nó để có thể gắn được thêm hai ổ 2,5 inch nữa. Tức là nếu như chúng ta lắp toàn bộ bằng ổ 2,5 inch, anh em sẽ lắp được 4 ổ. Còn nếu ổ HDD 3,5 inch thì chúng ta sẽ lắp được hai ổ mà thôi. Nhưng mà không sao, với cái dung lượng HDD ngày càng lớn như bây giờ, thậm chí mình thấy có những cái ổ cứng lên tới 10T, thì việc lắp hai cái ổ cũng không phải là chuyện quá quan trọng đúng không ạ? Vấn đề là anh em mua cái ổ nào mà thôi. Và yếu tố cuối cùng mà mình thích ở em vỏ cây này đó chính là cái khả năng làm mát cực kỳ tuyệt vời của nó. Ngay từ cái tên của nhà sản xuất,
chúng ta đã thấy là mát mẻ đúng không ạ? Cooler Master bậc thầy là mát cơ mà. Vâng, và cái sự tối ưu luồng gió của em vỏ cây này thực sự là đáng nể. Thay vì những cái vỏ cây, chúng ta phải đánh đổi cái vẻ đẹp bên ngoài bằng cái khả năng làm mát bị giảm bớt đi, thì TOF Gaming vẫn tối ưu khả năng làm mát bằng cái phần lưới kim loại phía trước này, có chống bụi bên trong luôn, và không khí sẽ đi thẳng từ ngoài này vào chứ không phải luồn lách qua những cái khe. Với những cái vỏ cây có mặt trước kín hoặc là những vỏ cây mặt trước kính thì không khí sẽ phải luồn vào những cái khe xung quanh, còn ở đây không khí sẽ đi thẳng từ bên ngoài vào, nó sẽ được thổi thẳng vào trong này. Và luôn phiên chúng ta có thể lắp những cái quạt tản nhiệt dạng tower, quạt tản nhiệt đứng, và nó sẽ không khí đi qua đó và sẽ được hút ra đằng sau này. Bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái lưới tổ ong làm mát phía này. Cái lưới này theo mình là rất thông minh, bởi vì sao? Khi mà chúng ta sử dụng card đồ họa cắm ở vị trí trên này thì hầu hết những card anh em sử dụng đều có quạt tản nhiệt nằm ở mặt dưới, nó sẽ hút gió từ phía dưới lên, đúng không ạ, để làm mát. Thì cái lưới này sẽ trực tiếp lấy gió mát từ bên ngoài thùng vào bên trong làm mát cho card đồ họa. Đây là điều mà không phải vỏ cây nào cũng có. Đó là điểm mà mình thích ở Cooler Master. Họ luôn tạo ra những sản phẩm được tối ưu nhất cho cái khả năng làm mát. Và cái khả năng nâng cấp quạt rồi thì khả năng lắp quạt tản nhiệt của em nó thì cực kỳ thoải mái. Bên cạnh đó, với bộ vỏ TOF Gaming thì anh em cũng sẽ được tặng kèm 3 cái quạt tản nhiệt LED RGB ở đây. Đó, 1, 2 và 3. Nếu anh em không thích quạt đằng sau này có thể lắp hết ra đằng trước. Nhưng mà đằng trước lắp 3 cái thì mình thấy hơi vô lý, bởi vì là phía trên này nó kín mà chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng LED RGB từ phía này. Tuy nhiên như vậy đã là quá đủ cho một cái vỏ cây rồi. Anh em nghĩ sao về cái vỏ cây này? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.